Có thể thấy lợi ích mang lại sau nhiều năm nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số thể hiện rõ trong cung cấp dịch vụ công của các cơ quan quản lý nhà nước. Không chỉ các địa phương, sở ngành, ngày nay chuyển đổi số trong doanh nghiệp cũng là một quá trình tất yếu. Quá trình chuyển đổi số cũng đòi hỏi người dân vừa biết cách sử dụng các giải pháp nền tảng số, vừa biết cách đảm bảo an toàn thông tin. Đây là một trong những thách thức đang đặt ra trong quá trình chuyển đổi số. Là đơn vị chuyên cung cấp giải pháp công nghệ giúp khách hàng tìm kiếm người giúp việc theo giờ, việc làm sao để người dùng dễ dàng tiếp cận dịch vụ trên ứng dụng di động thay cho hình thức truyền thống là vấn đề mà công ty công nghệ này rất quan tâm. Người dùng vẫn chưa quen được với những cái vấn đề liên quan tới chuyển đổi số. Ví dụ khi mà một khách hàng đặt hàng thì người ta vẫn muốn gọi điện thoại tới số hotline của công ty hơn là sử dụng thao tác trên app. Bốn yếu tố chính cấu thành quá trình chuyển đổi số đó là chuyển đổi nhận thức, phát triển hạ tầng số, nền tảng số, xây dựng dữ liệu số và phát triển ứng dụng số hóa. Đối chiếu với thực tế hiện nay, còn rất nhiều việc cần làm để các cấp, các ngành và các doanh nghiệp triển khai hiệu quả nội dung này. Tôi muốn là thành phố sẽ có những cái cuộc hội thảo, những cái trung tâm để hỗ trợ những cái nhân sự cũng như các công ty có hiểu biết thêm về những cái vấn đề về chuyển đổi số. Mong muốn là về mặt cái khâu như là những cái khâu như đăng ký hạnh kiểm hay là những khâu về mặt giấy tờ nó sẽ gọi là đồng bộ tốt hơn. Cũng có cái đề xuất là Sở Truyền thông cũng có cái chủ trì phối hợp với các đơn vị để trước mắt chúng ta xây dựng được cái khung dữ liệu dùng chung cho thành phố Hồ Chí Minh chúng ta. Có một cái quy định cụ thể trong đề án vị trí việc làm của từng cơ quan đơn vị là phải có một vị trí việc làm liên quan đến là chuyên môn về công nghệ thông tin hoặc là khoa học công nghệ. Trên cơ sở nhận diện những vấn đề cơ bản, một số nhân tố chủ yếu tác động đến quá trình chuyển đổi số, Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng hoạch định chiến lược và kế hoạch hành động thực hiện chuyển đổi số phù hợp. Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất thành phố thành lập một cái trung tâm chuyển đổi số của thành phố, thì đây là một cái đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban dân thành phố và cơ bản đã được Ban cán sự Đảng Ủy ban dân thành phố thống nhất thông qua và sẽ trình Ban Thường vụ Thành ủy và Hội đồng nhân dân thành phố trong tháng 9. Sau khi trung tâm chuyển đổi số được thành lập, thì nhìn bình diện chung của thành phố, chúng ta sẽ thấy rằng là Sở Thông tin Truyền thông sẽ là đơn vị quản lý nhà nước về chuyển đổi số. Bên cạnh đó thì có trung tâm chuyển đổi số thành phố là sẽ triển khai thực thi về chính quyền số. Một cái trung tâm là DX Center hiện nay sẽ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số. Ngoài ra thì chúng ta có các hội tin học thành phố, các hiệp hội về công nghệ thông tin sẽ tập hợp các doanh nghiệp công nghệ thông tin của thành phố để thực hiện công tác chung về chuyển đổi số. Năm 2023 là năm dữ liệu số. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung vào các hoạt động phát triển, kết nối, chia sẻ, khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, hướng tới mục tiêu điều hành nền hành chính của thành phố trên nền tảng số.